Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Quốc Thành APK. Thì hôm nay thì mình sẽ thử vận may các bạn. Mình đang có 12.000 xu nội thất. Mình sẽ thử vận may xem được xem mình có nhận được món đồ đỏ nào nữa không. Toàn đồ vàng không các bạn. Chắc chắn có đồ đỏ rồi các bạn. Hy vọng là đồ đỏ mình cần. Hiện tại thì mình đang rất cần đồ đỏ cho Skinas để lắp thành tem đại bàng sa mạc các bạn. Đạm đang rất cần. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào xem thì mình nhận được đồ món đồ của ai nha các bạn. Wow, dịch chuyển tức thời. Mình được một món của taxi. Giờ mình còn 2 lần nữa các bạn. Hy vọng lần này chúng ta sẽ rút được thêm đồ đỏ nữa. Và với 12.000 xu nội thất thì mình chỉ rút được một món đỏ các bạn. Khá là đen. Rồi, bây giờ mình sẽ mở tiếp đá tướng, đá tím nha các bạn. Đang có 5. Hiện tại thì mình đang có 5 cái là mình sẽ mở. Được một gấu các bạn, 2 phút một Nara, mở không ra tướng mình cần, quá xui rồi. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.